Xin chào các bạn. Khi phóng to bản đồ Campuchia ở phía tây nam, chúng ta sẽ thấy một dải đất rộng chỉ vài trăm mét đến hơn 1 km, kéo dài khoảng 65 km dọc theo vịnh Thái Lan và chặn lối ra biển lớn ở phía tây xứ sở Angkor. Và khu vực có hình dáng đặc biệt này hiện là một phần thuộc tỉnh Chát của Thái Lan. Vậy tại sao dải đất nhỏ hẹp khó phòng thủ này lại thuộc về Thái Lan? Tại sao trong quá khứ người Khmer, sau này là người Pháp lại không chiếm lấy vùng đất chiến lược này để mở đường ra biển? Và tình hình hiện tại khu vực này ra sao? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha! Một số thông tin về tỉnh Chát. Chát là một tỉnh ven biển nằm ở miền đông Thái Lan. Nó được bao bọc lần lượt bởi các tỉnh Pai Linh, Bát Tam Bang, Buak Sat và Kokong của Campuchia. Trong lãnh thổ của Thái Lan thì Chanthaburi là tỉnh duy nhất tiếp giáp với Chát ở phía tây, còn phía nam của tỉnh này giáp vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 165 km. Khu vực phía đông nam của Chát gắn liền với biên giới của Campuchia. Điều thú vị là nó giống như một lưỡi rắn liếm hết đường bờ biển của đất nước chùa tháp, khi càng trải dài thì nó càng hẹp. Trong đó có một khu vực tại huyện Klong Chai chỉ rộng khoảng 450m và hiện tại đây đang đặt một cột mốc có dòng chữ The Narrowest Part of Thailand, có nghĩa là phần hẹp nhất của đất nước chùa vàng, thu hút rất nhiều du khách đến đây tham quan và tìm hiểu. Chát có diện tích tương đối nhỏ, chỉ là 2.819 km2, bằng một nửa so với tỉnh Chanthaburi nằm kế cận. Phần lãnh thổ của tỉnh này còn bao gồm 52 hòn đảo lớn nhỏ nằm ở ngoài khơi vịnh Thái Lan, còn dân số tính đến năm 2023 là vào khoảng 228.000 người. Tỉnh được chia thành 7 huyện, trong đó huyện Mường Chát là thủ phủ và nằm ở phía đông nam. Với diện tích khoảng 938,6 km2, thì đây hiện là nơi sinh sống của khoảng 93.000 người. Lịch sử của tỉnh Chát. Trong quá khứ, lãnh thổ của đế quốc Khmer đạt đến tổng diện tích khoảng 1,2 triệu km2 trải dài từ đông sang tây ở trên lục địa Đông Nam Á, bao gồm một số khu vực thuộc miền Trung và miền Nam Thái Lan ngày nay. Với lãnh thổ như trên, đế quốc Khmer đã trở thành quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn bậc nhất Đông Nam Á trong lịch sử. Thế nhưng với sự bất ổn từ nội bộ bên trong cùng sự trỗi dậy của người Thái đã nhanh chóng trở thành một mối đe dọa lớn đối với nền chính trị và an ninh của đế quốc Khmer. Đến giữa thế kỷ 14, vương quốc Ayutthaya của người Thái đã liên tiếp tấn công vào trung tâm Angkor, cuối cùng khiến cho đế quốc Khmer mất toàn bộ lãnh thổ phía tây, bao gồm cả thung lũng sông Mekong đến tận bán đảo Mã Lai, và khu vực tỉnh Chát hiện nay cũng nằm trong số đó. Vào đầu thế kỷ 17, Chát nổi lên là một trong những trung tâm thương mại phát triển tại vương quốc Ayutthaya dưới thời vua Prasat Thong. Các sản phẩm tại đây được xuất khẩu và bán đến những vùng đất xa xôi là gạc hiêu, da động vật, gỗ thơm và các loại gia vị. Sau khi Ayutthaya sụp đổ vào tay triều Konbaung của Miến Điện vào năm 1767, thì Chanthaburi và Chát đóng vai trò là căn cứ chính cho Thaksin, một người Thái gốc Hoa có tên là Trịnh Quốc Anh. Từ nơi đây, Thaksin thành công trong việc đánh đuổi quân xâm lược Miến Điện, giải phóng đất nước khỏi sự thống trị của ngoại bang và lập nên vương quốc Thonburi. Vì là một người Thái gốc Hoa nên ông rất ưu ái cộng đồng này. Đây cũng là giai đoạn chứng kiến số lượng người Hoa ở Thái Lan tăng trưởng nhanh chóng và một trong những điểm đến yêu thích của họ là khu vực tỉnh Chát. Từ đầu thế kỷ 19, Đông Nam Á đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt các nước châu Âu. Vào năm 1893, quân Pháp đổ bộ và chiếm đóng tỉnh Chanthaburi. Cũng từ đây mà tỉnh Chát bị cô lập hoàn toàn với phần còn lại của đất nước. Đến năm 1904, Pháp lại muốn sở hữu Chát để mở rộng đường bờ biển của Campuchia, trong khi Siem cũng cần Chanthaburi vì nó là một vùng đất rộng lớn và mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Do đó, hai bên đã đồng ý trao đổi quyền sở hữu hai vùng đất này và Chát chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Pháp. Tuy nhiên, do dân số tại đây chủ yếu là người Thái nên Pháp gặp khó khăn trong việc quản lý. Đến năm 1907, họ trả lại Chát cho Siem để đổi lấy các vùng đất có đông người Khmer sinh sống, đó là Bát Tam Bang và Siem Nakhon. Từ đó thì đường biên giới ở phía nam của hai nước được giữ ổn định. Vào năm 1940, ngay khi hay tin Pháp bại trận trước Đức tại châu Âu, Thái Lan với tham vọng đòi lại các lãnh thổ đã mất, đã quyết định tấn công tổng lực dọc theo biên giới với Lào và Campuchia, cũng như điều động hải quân đến vịnh Thái Lan nhằm buộc Pháp phải trả lại đất. Thế nhưng quân viễn chinh Pháp và các lực lượng bản xứ đã chiến đấu hiệu quả, khiến quân Thái dần mất thế chủ động. Thậm chí tại vịnh Thái Lan, hải quân Pháp còn giành được thắng lợi quan trọng trong trận Co Chang vào ngày 17 tháng 1 năm 1941. Nhật Bản sau đó đã can thiệp và đứng ra làm trung gian hòa giải. Kết quả là cả hai bên cùng nhau ký hiệp ước đình chiến. Tuy nhiên trong lúc đó có rất nhiều điều khoản bất lợi cho Pháp. Kể từ đó thì Chát vẫn là một tỉnh của đất nước chùa vàng, có biên giới giáp với Campuchia.
Nhưng sau khi họ rút khỏi Đông Dương, thì những tranh chấp liên quan đến vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia liên tục xảy ra. Nếu trong video trước, Nam Phút Thôi đã từng làm về cuộc xung đột đẫm máu xảy ra tại đền Priya Vihear nằm trên ngọn núi Dang Rek, đóng vai trò là biên giới tự nhiên giữa hai nước, thì tại tỉnh Chad cũng từng xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, nó không có nhiều diễn biến căng thẳng như tại Priya Vihear. Cuộc xung đột này chủ yếu liên quan đến việc một bộ phận người Campuchia muốn đòi lại một số hòn đảo, trong đó có đảo Korkut đang nằm dưới sự quản lý của tỉnh Chad. Ngoài ra, Bangkok và Phnom Penh hiện đang có tranh chấp liên quan đến các yêu sách trên biển tại Vịnh Thái Lan. Cho đến nay, họ vẫn chưa giải quyết được tranh chấp lãnh hải kể từ vòng đàm phán đầu tiên vào năm 1970. Địa lý tự nhiên của tỉnh Chad. Nhìn chung thì Chad có nhiều dạng địa hình, song chúng không bị chia cắt quá phức tạp. Nó có xu hướng thấp dần từ bắc xuống nam, có thể chia thành 4 dạng địa hình chính là đồi núi thấp, đồng bằng, vùng duyên hải và hải đảo. Đầu tiên là vùng đồi núi thấp. Khu vực này tập trung chủ yếu ở phía đông bắc của tỉnh Chad, được đặc trưng bởi dãy núi Cardamom hay còn có tên gọi khác là Ban Thát, và hình ảnh dãy núi này với mặt hướng ra biển cũng xuất hiện trên tỉnh Kỳ và tỉnh Huy của Chad. Chad còn là một trong những địa phương có diện tích rừng khá lớn ở Thái Lan với hơn 899 km2, chiếm khoảng 32% diện tích tỉnh này. Hiện rừng bao phủ phần lớn khu vực đồi núi, chủ yếu là rừng mưa nhiệt đới thuộc vùng sinh thái rừng mưa dãy núi Cardamom. Bên cạnh đó, đây còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm. Cardamom thực chất là một dãy núi xuyên biên giới vì nó trải dài 300 km từ Thái Lan sang nước láng giềng Campuchia. Đồng thời nó cũng đóng vai trò là biên giới tự nhiên của hai nước, bắt đầu từ huyện Phong Nam Ron của tỉnh Chanthaburi kéo dài về tỉnh Chad và bao phủ khu vực đông bắc của tỉnh này. Sau đó, dãy núi này mới tiếp tục đi vào lãnh thổ của Campuchia. Do hầu hết phạm vi của dãy núi nằm trong biên giới của đất nước Chùa Tháp, nên điểm cao nhất của dãy Cardamom cũng nằm ở quốc gia này, đó là đỉnh Phnom Aro. Tiếp đến là vùng đồng bằng. Dạng địa hình này chiếm phần lớn diện tích của tỉnh Chad. Nơi đây có mạng lưới sông ngòi phong phú, bao gồm nhiều con sông chảy qua. Trong đó, sông Chad là con sông lớn nhất, với chiều dài khoảng 55 km, chảy theo hướng Bắc Nam và cuối cùng đổ ra Vịnh Thái Lan. Điều thú vị là con sông này có nhiều tên gọi khác nhau, tùy thuộc vào khu vực mà nó chảy qua, điển hình như Khao Sa Minh. Ngoài ra, sông Chad còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Không chỉ cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho các vùng nông nghiệp, đây còn là một trong những trục giao thông quan trọng khi nó chảy qua các khu dân cư và khu kinh tế cửa ngõ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và nông sản, góp phần tăng cường hoạt động sản xuất, xuất khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vùng duyên hải. Nằm ở phía nam, đây là khu vực thấp nhất tỉnh và có một mặt tiếp giáp với vịnh Thái Lan. Hệ sinh thái chủ yếu ở đây là rừng ngập mặn, trong đó nổi bật nhất là hệ sinh thái rừng ngập mặn Pan Preah Nai với tổng diện tích khoảng 19,2 km2. Khu vực này là nơi cư ngụ của hàng trăm loài động thực vật, qua đó tạo nên nguồn sinh kế cho hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây. Ngoài lợi ích kinh tế thì nó còn có chức năng chống xói mòn đất và ngăn chặn việc đất đai bị rửa trôi ra biển. Cuối cùng là phần hải đảo. Khu vực này bao gồm 52 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong vịnh Thái Lan, trong đó Koh Chang là hòn đảo lớn nhất của tỉnh Chad với diện tích là 212 km2, đồng thời là hòn đảo lớn thứ 3 của Thái Lan, chỉ xếp sau hai đảo Phuket và Koh Samui. Còn dân số trên đảo vào khoảng 8.600 người. Họ sinh sống tại 8 ngôi làng trên đảo với đầy đủ các dịch vụ và tiện ích phục vụ du khách. Ước tính có đến 70% diện tích của Koh Chang được bao phủ bởi rừng nhiệt đới và đồi núi. Trong đó, đỉnh cao nhất trên đảo là Khao Salek Phet với độ cao là 744m so với mặt nước biển. Ngoài ra, do sở hữu địa hình đồi núi nên tại đây cũng có vô số thác nước, nhưng nổi bật nhất là Klong Plu. Đây là một thác nước nổi tiếng và dễ dàng tiếp cận từ đầu phía tây nhộn nhịp của đảo Koh Chang, cách bãi biển Klong Prao khoảng 3 km và có biển chỉ dẫn đường đi đến thác rõ ràng. Thác có độ cao khoảng 30m, dù không quá hùng vĩ nhưng do tọa lạc ở khu vực mát mẻ và nước lại trong vắt nên du khách rất thích bơi lội tại đây. Sở hữu khung cảnh độc đáo nên Klong Phu thường được xem là một trong những tuyệt tác mà thiên nhiên và đất trời đã tặng cho tỉnh Chad. Đảo Koh Chang còn là một phần của vườn quốc gia Mu Koh Chang. Đây là một khu vực bảo tồn biển có diện tích 650 km2, được tạo thành từ hàng chục hòn đảo nằm ngoài khơi vịnh Thái Lan của tỉnh Chad. Sở hữu bầu không khí mát mẻ và trong lành cùng những bãi biển đẹp, Mu Koh Chang là nơi lý tưởng để du khách thả mình trong làn nước trong xanh. Ngoài ra, mọi người còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak, cũng như thưởng thức hải sản tươi ngon với giá cả phải chăng. Vườn quốc gia này còn là mái nhà của nhiều loài động vật quý hiếm,
bao gồm cả lợn biển, hươu, khỉ và nhiều chim đa dạng. Đây thực sự là một điểm đến lý tưởng đối với những người yêu thích và tìm hiểu khám phá các loài động vật hoang dã. Về khí hậu thì Chad nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết chủ yếu là nóng và mưa quanh năm. Nhưng do có gió biển thổi vào nên thời tiết tại đây thường không quá nóng, với nhiệt độ trung bình hàng năm được ghi nhận là 27,5 độ C. Không giống như hầu hết các khu vực ở Thái Lan đều nhận lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.200 đến 1.600 mm, thì tỉnh Chad và tỉnh Ranong lại có lượng mưa lên tới hơn 4.500 mm mỗi năm. Vì vậy, Chad còn được biết đến là một trong những khu vực ẩm ướt nhất cả nước. Hạ tầng giao thông tại tỉnh Chad. Là một trong những tỉnh ven biển có nhiều tiềm năng phát triển, nên cơ sở hạ tầng tại tỉnh Chad trong nhiều năm qua đã được quan tâm đầu tư. Về đường bộ, hiện quốc lộ 3 hay còn có tên gọi khác là Sukhumvit được xem là tuyến đường huyết mạch nhất của tỉnh Chad nói riêng và của Thái Lan nói chung. Với chiều dài hơn 488 km, tuyến đường cao tốc gồm 4 làn xe này bắt đầu từ thủ đô Bangkok và kết thúc tại tỉnh Chad, nơi có biên giới giáp với Campuchia. Đồng thời, đoạn quốc lộ 3 tại đây còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cảng Laem Chabang của tỉnh Chanthaburi với cảng Sihanoukville của nước láng giềng. Có thể thấy, quốc lộ 3 là tuyến đường bộ huyết mạch ở khu phía đông Thái Lan bởi nó không chỉ giúp tăng cường khả năng thông thương giữa Chad với các địa phương trong nước mà còn với cả các tỉnh của Campuchia. Trên cung đường thuộc huyện Mueang Chad và huyện Klong Chai, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn nhiều bãi biển đẹp như bãi Suvan Gliothong hay bãi Ban Chuen cùng một số điểm đến thú vị khác. Một trong những dự án tiềm năng khác đang trong quá trình xây dựng tại tỉnh Chad đó là cầu Koh Chang. Công trình có chiều dài dự kiến là 10 km, sẽ nối đảo Koh Chang với huyện Laem Nok trong đất liền. Dự án này đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân đang sinh sống trên đảo, bởi nó sẽ giúp cho việc đi về đất liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, trong khi lâu nay họ chỉ sử dụng phà để di chuyển. Trong những giờ cao điểm, con đường dẫn vào phà thường kẹt cứng, thậm chí vào các dịp nghỉ lễ, nơi đây từng ghi nhận cảnh người dân phải xếp hàng dài tới 2,5 km. Nhìn chung, bên cạnh việc tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, thì cầu Koh Chang còn được ví như một động lực để phát triển kinh tế và du lịch trong tương lai. Về đường hàng không, sân bay Chad là sân bay nội địa nằm ở phía tây của tỉnh, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Công trình chính thức đi vào hoạt động vào năm 2003, đang được sở hữu và vận hành bởi Bangkok Airways. Sân bay bao gồm một đường băng có chiều dài là 1.800m và chiều rộng là 45m, cùng một nhà ga nhỏ ngoài trời. Với mục tiêu cốt lõi là đưa kinh tế biển trở thành động lực phát triển xuyên suốt và trọng tâm là phát triển tối đa tiềm năng du lịch, nên chính quyền tỉnh này đang khởi động dự án nâng cấp sân bay Chad. Tuy chưa có nhiều thông tin được công bố, nhưng dự kiến sau khi được mở rộng thì đường băng của sân bay này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu cất và hạ cánh của các máy bay lớn như Boeing B-737 và Airbus A320. Từ đây có thể thấy đối tượng du khách hướng đến không chỉ dừng lại ở nội địa mà còn cả quốc tế, trong đó chủ yếu là khách du lịch đến từ Trung Quốc. Trong một thông báo mới nhất, thì kế hoạch mở rộng sân bay Chad sẽ được hoàn thành vào năm 2027. Quy mô kinh tế của tỉnh Chad. Cũng giống như các tỉnh lân cận, nền kinh tế của Chad hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào ngành nông nghiệp, với các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, sầu riêng và chôm chôm. Từ lâu thì các tỉnh miền đông Thái Lan như Chad, Rajong và Chanthaburi đã nổi tiếng là những vựa trái cây của đất nước. Trong đó, sầu riêng tại Chad luôn được đánh giá cao về chất lượng và đây cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh này, với thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc. Cũng vì mang lại giá trị thương mại cao mà hiện nay nạn trộm cắp tại những vườn sầu riêng đang hoành hành. Thậm chí có trang trại còn bị trộm lấy đi số trái cây trị giá lên tới 29.000 USD chỉ sau một đêm. Sự gia tăng của các vụ trộm cắp lớn đã buộc cảnh sát tỉnh Chad phải triển khai lực lượng bảo vệ sầu riêng. Theo sáng kiến này, họ sẽ tuần tra xung quanh các trang trại từ 18 giờ đến rạng sáng hôm sau cho đến khi toàn bộ trái cây trong vườn được thu hoạch. Nhìn chung, nhờ có lợi thế là các vườn cây ăn quả giá trị mà tỉnh Chad đang xây dựng các chương trình du lịch nông nghiệp như một trong những điểm nhấn của địa phương để thu hút du khách. Ngoài trồng trọt, người dân còn chăn nuôi gia súc và gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản cũng như đánh bắt cá trên sông để kiếm thêm thu nhập. Qua đó có những đóng góp quan trọng vào nền kinh tế địa phương. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thì mô hình đặc khu kinh tế đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Chính phủ Thái Lan cũng đã có nhiều chính sách phát triển để mở rộng quy mô này. Trong giai đoạn đầu tiên, Chad là một trong 10 tỉnh đã được chỉ định là đặc khu kinh tế, với mục tiêu trở thành trung tâm thương mại, vận tải và du lịch ở phía đông đất nước. Đồng thời, đặc khu kinh tế Chad cũng được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ thúc đẩy hoạt động thương mại, không chỉ ở Thái Lan mà còn với Campuchia và Việt Nam.
Bên cạnh đó, giống như Chanthaburi, Chad có ngành khai thác và buôn bán đá quý rất phát triển. Nhiều cửa hàng ở đây bày bán các loại đá quý đủ loại, được đặt trong tô sứ lớn nhỏ, nhìn tựa như những viên kẹo nhiều màu. Bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn chúng thông qua các phiên chợ đá quý nổi tiếng nằm ở huyện Borai, cách biên giới Campuchia khoảng 50 km về phía bắc. Hơn nữa, vì là xứ sở Phật giáo nên trên địa bàn tỉnh Chad cũng có rất nhiều đền chùa. Nổi bật nhất đó là chùa Bup Pharam, hay còn được người dân địa phương gọi là chùa Plai Khlong. Ngôi chùa này nằm ở huyện Mueang Chad, được xây dựng từ thời vương quốc Ayutthaya dưới đời vua Prasathong và là ngôi chùa cổ có nhiều giá trị lịch sử quan trọng. Thế nhưng nhắc đến Chad thì phải nhắc đến du lịch biển đảo. Nằm ở ngoài khơi vịnh Thái Lan, Koh Chang từ lâu đã nổi tiếng là một trong những hòn đảo đẹp nhất của đất nước Chùa Vàng. Từ những đỉnh núi phủ đầy rừng rậm, những thác nước hùng vĩ cho đến những dạng san hô rực rỡ, nơi đây có rất nhiều thứ để thu hút du khách trong và ngoài nước đến khám phá. Mặc dù đảo đã có sự phát triển về du lịch trong nhiều năm qua, nhưng nó vẫn giữ được nét thanh bình và hoang sơ vốn có. Và điều đó cũng giúp cho Koh Chang trở nên khác biệt so với những hòn đảo nổi tiếng và sôi động khác của Thái Lan. Nếu có cơ hội đến đây, bạn đừng bỏ qua bãi biển White Sand nằm ở phía tây của đảo. Tại bãi biển này, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tinh khiết, sự mịn màng của cát trắng, kết hợp cùng khung cảnh thanh bình rất nên thơ. Đặc biệt hơn nữa, nước biển tại bãi White Sand luôn trong xanh và sóng lại nhẹ nên rất hợp cho các hoạt động bơi lội và lặn ngắm san hô. Hiện nay các tour lặn biển trong ngày khá phổ biến tại đây, hầu hết chúng đều được khởi hành từ bến tàu Bang Bao. Việc đặt chỗ sẽ được thực hiện tại những văn phòng công ty du lịch xung quanh bến tàu và bãi biển Klong Brao. Các tour lặn biển ở Koh Chang thường diễn ra ở 4 hoặc 5 hòn đảo nhỏ. Hầu hết chuyến tham quan cả ngày của du khách sẽ được cung cấp trọn gói từ bữa trưa, đồ uống đến thiết bị lặn với ống thở trên tàu. Nằm ở bờ biển phía đông của Koh Chang là làng chài Salakhok. Người dân địa phương nơi đây cực kỳ thân thiện và nồng nhiệt với du khách. Ngoài các món hải sản tươi sống thì còn có một số nhà hàng phục vụ ẩm thực Thái Lan chính thống với giá cả phải chăng. Bạn cũng có thể lang thang quanh các khu rừng ngập mặn xung quanh làng chài Salakhok để khám phá về cuộc sống thường ngày của người dân địa phương. Nằm cách đảo Koh Chang khoảng 25 km về phía nam là đảo Koh Kut. Đây là hòn đảo lớn thứ 6 của Thái Lan với diện tích là 105 km2. Điều thú vị là mặc dù là một phần của tỉnh Chad, nhưng hòn đảo này lại nằm cách biên giới Campuchia không xa, chỉ vào khoảng 33 km về phía tây. Do nằm cách xa những khu du lịch đông đúc và tiếng ồn của thành phố, nên khu vực này mang đến cho du khách một không gian rất yên bình và riêng tư. Điểm mạnh của hòn đảo này là bờ biển trải dài, với cát trắng mịn và nước biển trong xanh như ngọc. Các bãi biển như Ao Tapao hay Ao Frau đều là những điểm đến lý tưởng để ngắm hoàng hôn, cũng như thư giãn dưới ánh nắng ấm áp. Tại đây cũng có rất nhiều hoạt động giải trí ngoài trời hấp dẫn. Đặc biệt, cảnh quan dưới nước phong phú với rất nhiều san hô và động vật biển đa dạng, thu hút những người yêu thích lặn biển. Ngoài ra, du khách còn có thể thực hiện các chuyến trekking xuyên rừng để hòa mình với thiên nhiên cũng như khám phá các thác nước tuyệt đẹp. Bên cạnh thiên nhiên ấn tượng, Koh Kut còn là nơi tọa lạc của những ngôi làng bình dị, nơi du khách có thể khám phá nền văn hóa đặc trưng của người dân bản địa cũng như thưởng thức các món ăn địa phương độc đáo. Và đó là những thông tin về tỉnh Chad của Thái Lan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.